Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên Relaxing Time for You. Thưa quý vị và các bạn, hành vi ngu ngốc nhất là trong lòng nghĩ đến lợi ích nhưng miệng vẫn cố nói về đạo đức. Cuối cùng thì mất mặt chịu tay đời, bạn không mệt à? Đơn giản một chút, thực tế một chút, trực tiếp một chút, lạnh lùng một chút, bạn sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Sự ngu ngốc lớn nhất trong đời là để tấm lòng nhân hậu dành cho những người không đáng. Những điều tôi nói không phải dễ tiếp thu nên hãy nhớ xem đến cuối để nắm vững được Relaxing Time for You. Mến chào quý vị và các bạn, nịnh người không bằng nịnh chó. Hãy ghi nhớ kỹ điều này. Trong tâm lý học có một thuật ngữ gọi là định luật P. Khi áp dụng vào mối quan hệ tình cảm, nó có nghĩa là nếu chỉ đơn phương tốt với một người, không những bạn không nhận được lòng biết ơn từ họ, mà còn khiến họ coi việc đó là điều bình thường, thậm chí còn đòi hỏi không giới hạn, ngày càng tăng cường việc bóc lột sự cho đi của bạn. Nhà văn San Mao trong cuốn sách Nhật ký người Rơm đã ghi lại một sự kiện như vậy trong thời gian cô ấy du học ở Pháp. Trước khi khởi hành, gia đình cô liên tục nhắc nhở cô khi ra ngoài phải biết nhẫn nhịn, chăm sóc người xung quanh, đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Chịu thiệt thòi một chút cũng không sao. San Mao ghi nhớ lời dặn của cha mẹ, đối xử với mọi người một cách thân thiện và ôn hòa, thường xuyên chủ động giúp đỡ bạn cùng phòng dọn dẹp vệ sinh, thậm chí là trải giường và chăn. Tuy nhiên, các bạn cùng phòng không hề biết ơn như San Mao tưởng tượng. Ngược lại, họ lợi dụng lòng tốt của cô, sai bảo cô làm những việc bẩn thỉu mệt nhọc. Đối mặt với những yêu cầu ngày càng quá đáng của các thành viên trong phòng, San Mao luôn nhượng bộ và cố gắng thỏa mãn họ. Nhưng liệu sự hy sinh như vậy có thể đổi lấy tình cảm chân thành không? Câu trả lời là không. Trong một lần kiểm tra phòng, San Mao, người luôn tuân thủ quy tắc, đã bị hiệu trưởng hiểu lầm, nhưng không có một bạn cùng phòng nào đứng ra bên vực cô, thậm chí còn châm chọc cô. San Mao đã hiểu ra rằng không phải tất cả lòng tốt đều có thể đổi lấy tình cảm thật. Và cuối cùng, cô đã chọn chuyện ra khỏi ký túc xá. Khi bạn quá tốt với một người, họ sẽ không coi bạn ra gì. Nếu bạn đối xử tệ hơn một chút, họ còn coi bạn như tỏi. Đó là bản chất kỳ lạ của con người. Xung quanh chúng ta có rất nhiều người biết quan sát và nhận biết. Nhiều người khen ngợi họ có IQ cao. Biết quan sát và nhận biết không phải là điều xấu, nhưng việc quá mức chăm sóc cảm xúc của người khác lại là sự nịnh nọt. Đó chính là tính cách nịnh hót mà chúng ta thường nói đến. Nói về tính cách nịnh hót, nhiều người không cảm thấy xa lạ. Trong giao tiếp xã hội, chúng ta đều có phần nịnh hót trong mình. Tôi có một đồng nghiệp được cả công ty gọi là người có IQ cao nhất. Anh ấy chưa bao giờ cãi vã với ai, biết rõ việc giúp đỡ đồng nghiệp, hoàn thành công việc sẽ khiến mình mệt mỏi, phải chịu ở mức. Nhưng để được mọi người yêu mến, anh ấy đã thức khuya làm thêm giờ để giúp đồng nghiệp hoàn thành công việc. Trong việc giao tiếp với bạn bè, việc một mực nhẫn nhịn chỉ khiến bản thân mất dần đi cái tôi, thậm chí càng ngày càng yếu đuối. Sự nịnh hót của anh ấy không có nguyên tắc, không có giới hạn, tự làm mình khổ sở để làm vừa lòng người khác. Sự khổ sở này chỉ là cách truyền đạt một thông điệp. Tôi đối xử tốt với bạn như vậy, bạn có thể đối xử tốt lại với tôi một chút được không? Đó là điều mà những người nịnh hót muốn thể hiện nhưng lại sợ nói ra. Họ không bao giờ dám yêu cầu người khác. Hoặc ngược lại, họ không bao giờ từ chối yêu cầu của người khác. Những người này cố gắng hết sức để nịnh hót người khác, ra sức thể hiện bản thân khao khát được người khác yêu mến, nhưng sự thờ ơ của người khác lại đẩy họ xuống vực thẳm. Những người có tính cách nịnh hót, họ sợ xung đột với người khác, không dám bày tỏ suy nghĩ thực sự của mình, không dám truyền đạt cảm xúc tiêu cực. Dần dần, họ sống càng ngày càng giả tạo, cũng càng ngày càng không có giá trị. Bởi vì sợ không được người khác yêu mến, nên họ luôn quan sát biểu hiện của người khác, phát hiện nhu cầu của người khác, ngay lập tức tìm cách đáp ứng, sợ bị người khác ghét bỏ. Dù có hợp lý hay không,
để hòa nhập vào cộng đồng. Bạn không được phép xung đột, ngay cả khi phải mài mòn đi những góc cạnh của bản thân. Hãy nhớ rằng, càng cố gắng làm hài lòng người khác, bạn càng trở nên rẻ rú, càng tự ti và càng không được người khác coi trọng. Làm hài lòng người khác là tự làm tổn thương mình, cũng là sự xâm phạm lớn nhất đối với giá trị bản thân và cuộc sống của bạn. Làm thế nào để thay đổi tính cách làm hài lòng người khác? Thà ta phụ cả thiên hạ, chứ không để thiên hạ phụ ta. Đây là câu nói nổi tiếng của Tào Tháo. Hãy nghiên cứu về ông. Nhiều người coi thường câu nói này, không dám đồng tình. Tôi nói với bạn, người thành công đều có tâm lý này. Khi nào bạn không ghét câu nói này, cơ hội của bạn sẽ đến. Những người có tính cách làm hài lòng người khác luôn có suy nghĩ rằng tôi phải làm gì đó người khác mới sẽ thích tôi. Tôi phải mất đi cái gì đó mới có thể khiến người khác thích tôi. Được người khác yêu mến không phải là mục đích sống của bạn. Ngược lại, mục đích sống là tự nhận ra và yêu thương bản thân mình. Những người này luôn đóng vai trò là sứ giả hòa bình, duy trì không khí hòa thuận. Ngay cả khi xảy ra xung đột, họ nghĩ rằng mình nên xin lỗi, chứ không phải lỗi của người khác. Bạn cần hiểu rằng, dù có xung đột với người khác, dù bạn bị người khác bỏ rơi, dù bạn không đáp ứng nhu cầu của người khác, bạn cũng không mất đi cuộc sống của mình. Thay vì luôn từ bỏ lòng tự trọng để làm hài lòng người khác, hãy tự tin làm hài lòng chính mình. Sống là làm những điều bạn yêu thích. Người không biết trân trọng bản thân sẽ không bao giờ nhận được sự trân trọng từ người khác. Người không biết yêu thương bản thân sẽ không nhận được tình yêu từ người khác. Người cố gắng làm hài lòng người khác chỉ có thể sống thấp kém suốt đời, như trẻ mồ côi sống dưới mái nhà người khác, thay vì không ngừng làm hài lòng người khác. Hãy thể hiện cá tính của mình để người khác làm hài lòng bạn. Những người thực sự biết trân trọng bạn, họ trân trọng sự tự tin và phong thái của bạn, chứ không phải vẻ khiêm tốn, giả tạo của bạn. Mọi rắc rối đều do chính bạn gây ra. Có một học sinh hỏi tôi, tại sao anh ấy hết lòng với mọi người, nhưng những người này lại không những không biết ơn mà còn không tôn trọng anh ấy, thậm chí còn bắt nạt anh ấy. Anh ấy nói, thưa giáo viên, tại sao lại như vậy? Trên xã hội này, những người như vậy không phải là ít, hầu hết đều tự chốc lấy họa. Không có kết quả nào, không phải do chính mình gây ra. Tại sao người khác không coi bạn ra gì? Bởi vì bạn là người không có nguyên tắc. Người khác nói tốt, bạn cũng nói tốt. Người khác nói xấu, bạn cũng nói xấu. Ban đầu, người khác có thể nghĩ bạn là người dễ nói chuyện, nhưng theo thời gian họ chỉ coi bạn là kẻ ngốc. Nhiều người hiểu sai về IQ, lúc nào cũng lịch sự với mọi người, không dám làm mất lòng ai, thể hiện một tính cách như Phật. Điều này không phải là khoan dung mà là không có giới hạn. Ban đầu, người khác có thể nói lời cảm ơn, nhưng theo thời gian, ngay cả việc nói lời cảm ơn cũng trở thành lãng phí. Những người thực sự giỏi chắc chắn là người rõ ràng về tình yêu và thù hận. Tại sao người khác không coi bạn ra gì? Bởi vì bạn không biết từ chối. Bất cứ việc gì tìm đến, bạn đều đồng ý. Bất cứ thứ gì người khác đưa cho, bạn đều coi như báu vật. Theo thời gian, người khác sẽ coi bạn như thùng rác. Chỉ cần có rác là họ sẽ ném vào chỗ bạn bởi vì họ không dám ném ở chỗ khác. Trong xương cốt, con người luôn có sự tồn tại của sự hèn mọn. Tại sao người khác không coi bạn ra gì? Bởi vì bạn không biết tận dụng cơ hội để thể hiện sự tức giận. Khi nên tức giận, bạn không tức giận. Khi không nên tức giận, bạn lại tức giận. Một người không bao giờ tức giận, không ai tôn trọng. Một người tức giận hàng ngày cũng không ai sợ hãi. Tìm thời cơ, điều kiện và hoàn cảnh thích hợp để tức giận, để mọi người đều biết đến ranh giới của bạn, mới là dấu hiệu của một người giỏi. Hãy kể về một trải nghiệm cá nhân của tôi. Hãy suy ngẫm kỹ. Thực ra, mỗi lần gặp mặt đầu tiên, chúng ta nên hiểu rằng con người không đáng sợ, nhưng bản chất con người mới đáng sợ. Người ta sẽ tôn trọng bạn vì họ không hiểu bạn và tất nhiên không dám làm điều gì đó nguy hiểm. Mười mấy năm trước, khi tôi vẫn làm việc trong công ty,
bộ phận của chúng tôi có một người quản lý mới. Ngày đầu tiên gặp tôi, anh ta rất tôn trọng, gật đầu chào hỏi vì anh ta không biết tôi là ai. Sau đó, người quản lý này kiểm tra từng người trong bộ phận của chúng tôi. Kiểm tra đến tôi, người có tính cách dễ tính, anh ta bắt đầu chỉ trích tôi, thậm chí mắng tôi. Khi kiểm tra đến đồng nghiệp khác, anh ta nhận ra họ không dễ bắt nạt, và trước mặt đồng nghiệp kia, người quản lý này trở nên như con chó. Một lần, tôi đến muộn, quên thông báo trước, anh ta mắng tôi một hồi, nói tôi không tôn trọng anh ta, không coi anh ta ra gì. Vì vụ việc này, tôi hầu như đã từ chức. Nhưng đồng nghiệp khác, đến khi nào thì đến, không đến thì thôi. Anh ta thậm chí không dám nói một lời nào, mỗi lần còn hỏi thăm người khác có sao không. Bây giờ, tôi đang viết sách, trong đầu tôi vẫn hiện lên hình ảnh kinh tởm của anh ta. Sau nhiều năm, tôi mới hiểu rằng tất cả hậu quả xấu đều là do chính tôi gây ra. Tôi hiểu rằng thái độ của người khác đối với bạn không phụ thuộc vào họ, mà phụ thuộc vào bạn chính mình. Vì bạn quá tốt bụng, luôn suy nghĩ cho người khác. Vì bạn dễ nói chuyện, chịu đựng mọi thứ mà không biết từ chối. Vì bạn luôn học không tốt, không thể quyết đoán. Tốt bụng cần phải có giới hạn, sự hào phóng cũng cần phải có nguyên tắc. Không phân biệt đúng sai, bạn chỉ biết làm tốt cho người khác, lại làm tổn thương chính mình, để người khác lợi dụng. Đừng trở thành người tốt, không có giới hạn. Bất kỳ việc gì người khác yêu cầu, bạn đều đồng ý. Bất kỳ thứ gì người khác muốn, bạn đều cho. Bất kỳ sai lầm nào, bạn cũng tha thứ. Bất kỳ tổn thương nào, bạn cũng chấp nhận. Ngay cả người tốt đến đâu cũng sẽ không kiềm chế được việc muốn bắt nạt bạn. Bạn phải hiểu rằng con người không đáng sợ, nhưng bản chất con người mới đáng sợ. Chỉ cần thấy bạn dễ nói chuyện, người khác sẽ liên tục làm phiền bạn. Thấy bạn dễ tính, họ sẽ càng khó xử với bạn. Thấy bạn không từ chối, họ sẽ cố gắng đòi hỏi bạn nhiều hơn. Khi họ quen với sự phục tùng của bạn, họ sẽ không chịu được sự phản kháng của bạn. Quen với sự nhân nhượng của bạn, họ sẽ không chịu được sự từ chối của bạn. Con người thường bắt nạt người yếu, sợ người mạnh. Nếu bạn không có tinh thần, họ sẽ bắt nạt bạn. Nếu bạn tức giận, họ sẽ không dám làm phiền bạn. Nếu bạn nói dứt khoát, họ sẽ tìm cách làm bạn hài lòng. Khi người khác lần đầu tiên bắt nạt bạn, họ thực sự đang thử nghiệm xem bạn có dễ bắt nạt không. Nếu hành động của bạn cho họ thấy bạn dễ bắt nạt, họ sẽ tiếp tục bắt nạt bạn. Nếu hành động của bạn cho họ thấy bạn không dễ bắt nạt, họ sẽ không dám bắt nạt bạn nữa và họ sẽ chọn bắt nạt người khác. Vì vậy, việc người khác thường xuyên bắt nạt bạn không phải là lỗi của họ, mà là lỗi của bạn. Là bạn từng bước dạy họ cách bắt nạt bạn. Hãy là một người tốt có thủ đoạn. Có một câu tục ngữ cổ nói rằng, người tốt bị người lừa dối, trời không lừa dối. Người ác người sợ, trời không sợ. Ý nghĩa là người tốt dễ bị người khác lừa gạt, nhưng trời sẽ không lừa dối họ. Còn một kẻ ác, mọi người đều sợ, nhưng trời không sợ hắn. Tất nhiên trời sẽ không sợ kẻ ác, bởi vì những hành vi của kẻ ác thực ra không liên quan gì đến trời. Điểm vĩ đại của trời ở chỗ nó không lừa gạt người tốt, cũng không sợ kẻ ác. Thực tế đem lại bài học cho chúng ta là nếu bạn là một người quá tốt, bạn sẽ bị người khác lừa gạt. Còn nếu bạn là một kẻ ác, mọi người sẽ sợ bạn. Nhưng liệu trời có trừng phạt kẻ ác không? Mọi người có quên Lão Tử từng nói rằng thiên địa bất nhân đối xử với muôn vật như cỏ rác, nghĩa là trời đất đối với muôn loài không có gì ghét bỏ, nhưng cũng không có gì thương xót. Trời đất vốn vô tình. Nếu có tình thì nó cũng già đi, đúng không? Vậy mới có câu, thiên nhược hữu tình, thiên diệt láo. Trời đang tận hưởng sự thanh tịnh trên trời, không thèm để tâm đến những việc nhỏ nhặt là kẻ ác lừa gạt người tốt trên đất. Vì vậy, trong thương trường, một số người láo luyện, họ lừa đảo, lẫn nhau, kiếm tiền của họ. Trời hưởng sự thanh tịnh của nó, không ai thèm quản ai cả. Đạo Đức Kinh dạy chúng ta rằng, trời đất vận hành không dùng lòng nhân tử, cứ để tự nhiên. Vậy có nghĩa là thái độ của trời đất đối với nhân gian chính là để nó tự nhiên phát triển. Có ai để ý một sự thật rằng, nếu trời thực sự nổi giận cả người tốt và kẻ xấu,
đều phải chịu họa giống như thiên tai địa chấn, không phân biệt người tốt hay xấu. Vì vậy, chúng ta phải kết hợp sự nhân từ với cách xử sự khéo léo. Sự nhân từ mà không có cách xử sự khéo léo chính là ngu dốt. Sống trên đời nếu không có chút xảo trá, bạn đối phó kẻ xấu bằng cách nào? Những gì bạn học khi còn nhỏ là để đối phó với người tốt. Đừng chỉ là người tốt, hãy trở thành một người xấu tốt. Bề ngoài xấu nhưng tâm hồn tốt. Khi bạn có vẻ xấu trong mắt người xung quanh, thường thì mối quan hệ sẽ bền lâu hơn. Bởi vì nguyên nhân cơ bản của mọi mối quan hệ tan vỡ là do kỳ vọng dẫn tới bị thất vọng. Bạn quá tốt với họ, họ sẽ coi đó là lẽ đương nhiên. Lúc này, nếu có điều gì không vừa ý, họ sẽ oán giận. Nếu ban đầu bạn làm cho họ cảm thấy bạn khá khó tính, hạ thấp kỳ vọng của họ, sau đó bất ngờ bạn tốt với họ một chút, họ sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Bạn có thể không đâm mình vào người khác, nhưng bạn phải có gai nhọn. Bạn có thể nhân từ, nhưng bạn phải có sự sắc sảo. Tôi có thể mời bạn ăn bữa trị giá 200.000 hoặc uống rượu trị giá 200.000 đi. Nhưng nếu bạn nợ tôi 100.000 thì phải trả. Đó là nguyên tắc. Nếu người khác ra lệnh cho bạn đi mua nước giúp họ bằng giọng điệu sai khiến, nếu bạn làm theo chai nước đó sẽ không có giá trị. Họ sẽ nghĩ rằng bất cứ điều gì bạn làm đều là điều đương nhiên. Nếu để họ hình thành thói quen đó, bất cứ lần nào bạn không làm theo họ sẽ căm giận bạn. Thái độ của người khác với bạn đều do bạn nuôi dưỡng. Vậy phương pháp đúng đắn nên làm thế nào? Khi họ yêu cầu bạn làm việc gì, đừng làm. Đến lần họ không mong đợi bạn mua nước cho họ, bạn đột nhiên mua nước cho họ, lúc đó chai nước mới có giá trị. Sự đóng góp có giá trị thực sự không phải vì bạn yêu cầu tôi sẽ đưa, mà là vì tôi muốn nên tôi mới đưa. Tôi có thể đưa cho bạn, nhưng bạn không thể yêu cầu tôi. Điều tôi tự nguyện làm cho bạn, bạn sẽ cảm kích. Nhưng điều bạn yêu cầu rồi tôi làm cho bạn, bạn sẽ cảm thấy tôi yếu đuối. Khi bạn học cách từ chối yêu cầu của người khác, đáp trả lại bạn sẽ thấy người khác bắt đầu tôn trọng bạn. Không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Bạn không cần mọi người yêu quý bạn, chỉ cần người yêu bạn càng yêu bạn hơn. Còn người không yêu bạn thì cứ để họ ra đi. Đừng bao giờ giả vờ là người đạo đức. Hành vi ngu ngốc nhất là trong lòng bạn nghĩ đến lợi ích nhưng miệng vẫn cố nói về đạo đức. Cuối cùng thì mất mặt chịu tai tiếng. Rõ ràng không quen biết mà mời người ta đi ăn. Rõ ràng chỉ muốn tốn 2 trà đồng nhưng vẫn cố giả vờ nói các bạn gọi món tùy thích. Rồi người ta gọi đồ đắt tiền trong lòng lại tức giận. Đám học lớp rõ ràng không muốn đi nhưng miệng lại không từ chối. Đi rồi lại không chịu nổi những người đạo mạo giả dối. Người khác nợ tiền trong lòng muốn đòi nhưng miệng nói không vấn đề gì, cứ từ từ. Nói xong lại tự mắng người đó vô tín nhiệm. Bạn không mệt à? Đơn giản một chút, thực tế một chút, trực tiếp một chút, lạnh lùng một chút, bạn sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Sự ngu ngốc lớn nhất trong đời là để tấm lòng nhân hậu dành cho những người không đáng. Relaxing time for you, xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành ra thời gian quý báu của mình để lắng nghe bài chia sẻ này. Một lần nữa, xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng, kính chào và hẹn gặp lại.